Nếu bạn cần mua Zobook giá rẻ, uy tín và chất lượng cũng như các áp phím từ 50k trở lên cũng như các vòng quay hấp dẫn thì hãy đến ngay với zobookshop.vn. Bên cạnh đó shop còn hỗ trợ anh em cài thuê rồi là bán game pass cho anh em chính hãng em nhá, và link shop thì mình để ở dưới phần mô tả. Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình tiếp tục thức tỉnh tộc Human lên full 5G anh em nhá. Hiện tại tộc Human của mình đã được 1G rồi anh em ạ, đã thức tỉnh lên G thứ nhất rồi. Thì bây giờ mình tiếp tục thức tỉnh cho nó full cả 5G luôn, và hướng dẫn luôn cho anh em nào chưa biết. Anh em nào vẫn chưa biết cách thì theo dõi video của mình sẽ hướng dẫn cụ thể luôn cho anh em. Và trước khi vào video, ai vẫn chưa like kênh cũng subscribe kênh cho mình thì nhớ ủng hộ mình một lượt like cũng subscribe kênh nha, cho mình có thêm động lực để ra nhiều video hay hơn anh em ơi. Để thức tỉnh được tộc lên ghi thứ hai thì anh em bật nổ như thế này cho mình 3 lần anh em ơi. Anh em đánh các bạn và các bạn đánh lại mình. Khi nào thanh nổ nó đầy như thế này thì anh em sẽ bật tộc lên. Đấy. Sau khi bật thanh nổ lên như thế này thì anh em phải đợi cho nó chảy cái thanh nổ này thì nó mới tính một lần anh em nhá. Đây, chứ anh em lại làm tiếp anh em như thế này mà anh em bỏ qua anh em thoát game thì nó sẽ không tính một lần anh em nhá. Anh em phải làm lại đấy. Đây, anh em đợi cho nó chảy hết như thế này. Rồi. Như thế này thì nó đã tính một lần rồi anh em ơi. Và để thức tỉnh được khi thứ hai thì anh em phải nổ cho mình 3 lần như thế. Sau khi nổ 3 lần xong thì anh em quay về đảo cây cổ thủ và vào mua cho mình một cái chip anh em. Bắt đầu mình sẽ leo lên cây nào anh em. Anh em đi vào trong cây cổ thủ và anh em đi gặp NPC chấm màu đỏ tròn tròn anh em, thì anh em sẽ mua cái chip với giá là 1000 điểm ép anh em nhá. 1000 điểm phát giác mần. Đấy, đi vào đây. Cục màu đỏ này có tên là Iceland One anh em. Anh em bỏ ra 1000 điểm fragment. Đấy. Vậy là anh em đã mua cái chip để thức tỉnh lên ghi thứ hai rồi. Để thức tỉnh tộc một cách nhanh nhất thì bây giờ anh em tiếp tục về nổ cho mình 7 lần. Tại vì lên ghi thứ ba sẽ nổ 7 lần anh em. Như thế thì anh em sẽ tiết kiệm thời gian và sẽ không cần phải đợi full mon tiếp theo. Anh em có thể lên ghi thứ hai, thứ ba trong một lần full mon luôn. Rồi. Sau khi nổ xong 7 lần của ghi thứ 3 thì anh em tiếp tục đợi full mon và vào thức tỉnh anh em. Đêm nay sẽ có full mon, bây giờ mình tiếp tục lên thuyền và chạy lên cây cổ thủ thôi nào anh em. Tiếp tục tiết mục treo cây nào anh em. Cây treo khỉ, khỉ treo cây. Mình cũng xin nói rõ cho anh em nào chưa biết luôn, để thức tỉnh tộc lên trên 4 thì anh em phải kiếm cho mình 3 người 3 tộc khác nhau. Rồi đợi full mon anh em vào bật tộc của mình, bật tộc V3 lên để thức tỉnh anh em nhá. Rồi vào đây thì anh em lên gạt cái cần cho mình. Mở cái cần ra thì nó sẽ mở ra cái ngôi điện bí mật. Anh em tộc nào thì vào cánh cửa tộc đấy anh em nhá. Hiện tại mình đang tộc Human cho nên mình sẽ vào cánh cửa tộc Human anh em. Rồi bây giờ chỉ còn đợi đến full mon thôi. Đã full mon rồi, bây giờ đếm đấy anh em. 3, 2, 1, go. Lúc này thì cả ba người đều bật tộc V3 của mình lên. Rồi nó sẽ mở cho mình một cánh cửa. Mình tộc nào thì nó sẽ cho thử thách của tộc ấy. Mình tộc Human nên nó bảo mình giết bot. Còn anh em tộc cá thì nó bảo đánh con si. Tộc Cyborg thì nó bảo né bom. Tộc thổ thì nó bảo anh em vượt mê cung thôi. Và sau khi cả ba người đều vượt qua thử thách của tộc mình rồi thì nó sẽ cho anh em đánh nhau. Anh em nào là người sống sót cuối cùng thì được quyền thức tỉnh tộc V4 anh em nhá. Hôm nay thì có bạn Gia Đạt cũng như bạn Sang sẽ giúp mình, cho nên sẽ nhường mình hoàn toàn nhá. Mình không cần phải đánh gì hết anh em. Hai bạn sẽ tự reset lại và tự chết luôn. Rồi bây giờ mình được giành được quyền thức tỉnh tộc V4 rồi anh em ơi. Sau đó thì mình sẽ đi theo cái cục màu trắng này, nó sẽ dẫn mình lên chỗ cái đồng hồ để thức tỉnh tộc đấy anh em. Anh em chỉ cần đi theo cục ánh sáng màu trắng này, nó sẽ dẫn anh em lên. Anh em đứng lại thì nó cũng đứng lại được anh em thôi, chứ nó không chạy đi mất đâu anh em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ thức tỉnh ghi thứ hai của tộc Human này anh em. Sau khi lấy xong ghi thứ hai thì mình tiếp tục thức tỉnh luôn ghi thứ ba anh em nhá. Tại vì lúc này mình bảo anh em là nổ sẵn 7 lần rồi thì đang còn full mon, anh em không cần phải ra nổ nữa anh em. Lúc này mình nổ sẵn 7 lần rồi, đó là lý do lúc này mình bảo anh em tại sao phải nổ sẵn trước 7 lần. Thì bây giờ đã xong ghi thứ hai, đang còn thời gian, đang còn full mon thì mình tiếp tục xuống mua cái chip này anh em. Lần này thì nó bán cho mình cái chip với giá là bao nhiêu đây? 1500 điểm ép, 1500 điểm phát giác mần rồi anh em ơi. Tiếp tục đi thức tỉnh đến ghi thứ ba rồi anh em thấy làm như mình rất tiết kiệm thời gian luôn. Anh em không cần phải đợi thêm một lần full mon nữa, anh em trực tiếp thức tỉnh trong lần full mon này luôn. Rồi, bây giờ tiếp tục đếm nói anh em. Thức tỉnh luôn ghi thứ ba nhá.
rất là tiết kiệm thời gian luôn, anh em làm theo cách như mình cho nhanh. Rồi tiếp tục bật tọc V3 lên, cánh cửa là tiếp tục được mở ra và anh em là tiếp tục vào làm thử thách của tọc mình thôi. Càng lên ghi càng cao thì thử thách của tọc nó sẽ khó khăn hơn một tí anh em nha, nhưng mà nó không đáng kể anh em. Lúc này ghi thứ hai thì con bọt yếu hơn, bây giờ sang ghi thứ ba thì nó mạnh hơn một tí thôi, nhưng mà nó rất là dễ qua luôn anh em ạ, nó không có gì là khó khăn đâu. Trong thử thách của các tộc thì mình thấy tộc thò là khó nhất, tại vì nó vượt mê cung rất là khó. Còn mình thấy dễ nhất và là tộc cả anh em nhá, đánh bằng con si trong đó rất là yếu thôi, rất là dễ đánh. Ok rồi anh em ơi, sau khi ba người đã vượt qua thử thách của tộc mình thì hai bạn lại tiếp tục reset và để cho mình quyền vào thức tỉnh tộc V4. Vậy là mình đã sắp hoàn thành xong ghi thứ ba rồi này anh em ơi. Rồi bật nó lên và lắp bánh răng thứ ba vào. Anh em chọn bánh răng màu gì cũng được, còn riêng bây giờ mình là tộc Human thì mình sẽ lại chọn bánh răng màu đỏ này anh em. Và anh em yên tâm, sau khi thức tỉnh xong full 5 ghi thì anh em sẽ được quyền đổi màu bánh răng. Full của nó chỉ có 4 cái bánh răng thôi anh em ơi, nhưng mà ghi thứ 5 thì để cho anh em đổi được màu bánh răng cũng như để anh em nổ lâu hơn. Rồi tiếp theo để thức tỉnh được lên ghi thứ 4 thì anh em phải tiếp tục trải qua cho mình 3 lần nhiệm vụ anh em. Lần đầu tiên thì nó bảo anh em đi nổ cho nó 3 lần. Giai đoạn thứ nhất thì anh em phải bật nổ cho mình 3 lần. Đơn giản chỉ là bật nổ thôi anh em nha, chứ anh em không lấy luôn bao tiêu của người ta. Rồi anh em bật nổ như thế này 3 lần cho mình. Sau khi bật nổ 3 lần xong thì anh em quay về đảo cổ thủ và vào trong. Anh em tiếp tục tìm đến NPC cục màu đỏ này và nói chuyện với nó. Thì lần này nó sẽ bán cho anh em cái chip với giá là 2000 điểm ép này anh em. Tiếp theo anh em đi ra ngoài và tiếp tục bật nổ cho mình thêm 5 lần. Sau khi bật nổ đủ 5 lần xong thì anh em lại quay lại vào trong đảo cổ thủ anh em. Tiếp tục đi vào trong anh em, quay lại gặp NPC cục màu đỏ. Và lần này thì nó sẽ bán cho anh em cái chip với giá là 2250 điểm fragment. Rồi sau khi mua chip xong, anh em lại tiếp tục quay ra ngoài và tiếp tục nổ tiếp cho mình thêm 7 lần nha anh em. Đấy, tiếp tục đi ra ngoài này, tiếp tục nổ thêm 7 lần anh em, rất là đơn giản thôi. Anh em xem đến đây rồi mà vẫn chưa like kênh cũng như subscribe kênh thì nhớ ủng hộ mình một lượt like cũng như subscribe kênh để cho mình có thêm động lực ra nhiều video hay hơn, cho mình có thêm niềm vui anh em nha. Anh em không like, anh em xem chùa thì mình sẽ rất là buồn luôn anh em. Rồi sau khi nổ đủ 7 lần xong, anh em tiếp tục quay lại đảo cây cầu thủ vào trong, đi gặp NPC cục màu đỏ và tiếp tục mua một cái chip cuối cùng. Lần này thì nó sẽ bán cho anh em cái chip với giá là 2500 điểm ép. Đâu rồi, ở đây này anh em. Chip cuối cùng nó sẽ bán cho anh em giá 2500 điểm ép này anh em. Đây. Bây giờ công việc tiếp theo của anh em là đợi đến full mon và thức tỉnh ghi thứ tư thôi. Rồi đã có full mon rồi, chạy vào cánh cổng của tộc mình thôi nói anh em. Đợi full mon mà chuẩn bị đếm này anh em. 3 2 1 go. Vào thôi anh em. Rồi đã xong. Vậy là sắp có ghi thứ tư rồi này anh em. Xong ghi thứ tư thì nó sẽ phun toàn bộ bánh răng rồi anh em nhá. Mình đã hoàn thành thử thách của tộc mình và bây giờ đợi bản sang cũng như bản gia đạt thôi. Giống như hai lần trước thì các bạn lại tiếp tục reset và cho mình quyền vào thức tỉnh nốt ghi cuối này anh em. Tại vì sao các bạn không úp? Tại vì các bạn đã full tọc hết rồi anh em ạ. Bây giờ các bạn vào chỉ để giúp mình thôi. Rồi mình sẽ đi theo cục màu trắng và tiếp tục thức tỉnh ghi thứ tư. Sau khi thức tỉnh xong ghi thứ tư rồi thì toàn bộ bánh răng của mình đã full rồi anh em.
Bây giờ mình sẽ lắp bánh răng cuối cùng vào này anh em. Rồi, tiếp tục chọn bánh răng màu xanh. Rồi ok, toàn bộ bánh răng của mình đã full rồi anh em ạ. Vậy là mình đã thức tỉnh xong 4G của tộc Human rồi anh em ơi. Và để thức tỉnh được G thứ 5 thì anh em không cần phải làm gì cả. Anh em lại tiếp tục quay về cánh cửa của tộc mình. Rồi, đã quay lại cánh cửa tộc mình rồi. Cùng với hai bản sang và đạt thì mình tiếp tục điểm nói anh em. 3, 2, 1, go. Bật tộc lên nói anh em. Rồi, tất cả đã hoàn thành rồi anh em ơi. Tiếp tục đợi hai bản kia và vào thực tỉnh đột ghi thứ 5 này anh em. Ghi thứ 5 rất là đơn giản. Rồi, lại tiếp tục chạy theo cục màu trắng này lên thực tỉnh ghi cuối cùng, ghi thứ 5. Và sau khi thực tỉnh xong ghi thứ 5 thì anh em có quyền đổi màu bánh răng anh em nhá. Đây, bây giờ là ghi thứ 5 này anh em. Vậy là đã ok rồi anh em. Và bây giờ mình có quyền thay đổi màu của bánh răng sau khi lên ghi thứ 5. Đây, mình có thể đổi thay màu đỏ. Đấy, anh em thấy chưa, anh em có thể đổi màu được bánh răng sau khi lên ghi thứ 5. Và sau khi đổi màu được bánh răng xong thì mình có thể vào giúp được các bạn khác. Bây giờ mình sẽ giúp ác phủ của bạn Sang lên tộc Thiên Thần V4 anh em. Tiếp tục quay trở về cánh cửa của tộc mình. Ác chính của bạn Sang thì đã full hết tộc V4 rồi. Còn đây là ác phủ của bạn ấy thôi. Sau khi đã thức tỉnh xong ghi thứ 5 của tộc rồi, anh em muốn nổ lâu hơn thì anh em tiếp tục thực hiện cho mình 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thì anh em phải nổ cho mình 5 lần. Và sau khi nổ đủ 5 lần xong thì anh em phải bỏ ra 3.250 điểm phá giác mân để anh em mua thêm một cái chip. Giai đoạn thứ hai thì anh em phải nổ thêm 7 lần. Và anh em tiếp tục bỏ ra 3.500 điểm F để mua cái chip thứ hai. Rồi giai đoạn thứ ba thì anh em phải nổ 9 lần. Và lần này anh em phải bỏ ra 3.750 điểm F để anh em mua chip. Và lần thứ tư là lần cuối cùng. Lần này thì anh em phải bật nổ cho mình 11 lần. Và anh em phải bỏ ra chi phí là 4.000 điểm F để anh em mua chip anh em nhé. Và như thế thì anh em đã thức tỉnh hoàn toàn xong full 5G của tộc Human rồi anh em ơi. Vậy là ở video này mình đã hướng dẫn cho anh em cách úp full 5G của tộc Human rồi anh em ơi. Và nếu anh em thấy video của mình hay thì đừng quên like kênh cũng như subscribe kênh để ủng hộ cho mình, cho mình có thêm động lực để ra nhiều video hay hơn. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.